cái lòng ở đây thật sự nó rất là mềm và béo. Cái nồi hoành tráng quá mày. Nồi này là cái nồi cháo chứ là nồi cháo. Gì? Nồi cháo có bò dồi mà có luộc luôn hả? Đúng rồi. Ôi. 3 giờ. 3 giờ cô bán này ha. Ừ. Rồi cô bán đến mấy giờ? Bán từ 8 giờ rồi cô nghỉ thôi. Cô bán cả ngày. Dạ, cô bán cả ngày luôn hả? Ừ. Dạ. Ở đây là một phần cô bán làm sao? Một phần một đĩa này là 20.000. 20.000. Ồ, rồi vậy cô cho con hai phần đi ha. Rồi, hai phần một đĩa thôi. Một đĩa là đầy đủ à? Con không ăn gan được không cô? Được. Con không ăn gan có được không? Được. Dạ. Ở đây là cô có những cái giá như bán như thế nào vậy cô? Thì khách kêu nhiều mình bán nhiều. Ồ, vậy hả? Ừ. Sao mà... Ồ, thấy cái nồi hoành tráng quá vậy? Đó, cái nồi này là cái nồi cháo chứ là nồi gì? Nồi cháo có bò dồi mà có luộc luôn hả? Đúng rồi. Tuyệt vời cô nhỉ. Này có bán lâu chưa? Hơn 10 năm rồi. À, hình như là cô là bằng ngày còn Nam gì hả cô? Thái Bình. Thái Bình. Ngày gì bán hết cái nồi cháo kia luôn hả? Đúng rồi. Bán hai nồi cũng gì? Đúng rồi, hai nồi. Ngày hai nồi hả? Sáng chiều, sáng nồi chiều nồi. Dạ. Cháo mình có gừng không cô? Có. Có gừng luôn hả? Rồi. Ồ, có hành lá bỏ vô. Rồi các bạn ơi, như vậy đây là một cái phần mình mới gọi ra này các bạn. Một cái phần như vậy thì có giá là 40.000 nha các bạn. Khá là nhiều đấy. 40.000 cho 2 ngày ăn thì nó sẽ bao gồm 2 tô cháo lòng và một đĩa lòng. Đây, bên cạnh đó thì có trên bàn luôn có một đĩa rau ăn như thế này. Các bạn có thể ăn tùy thích nha. Ở đây cái bàn này nó hơi chật cho nên là mình dẹp cái đĩa này sang một bên. Thường thường khi nói về cháo lòng á, thì nó sẽ có sự phân khúc của hai loại rất là rõ ràng. Cháo lòng của người Bắc và cháo lòng của người Nam. Nếu mà thường mà khi mà ai mà đi ăn cháo lòng người Bắc á, thì người ta sẽ nói là đi ăn cháo lòng lợn. Đấy, từ lợn là từ của người Bắc. Còn mà ai mà đi ăn cháo lòng bình thường thôi á, thì người ta sẽ nói là đi ăn cháo lòng heo, đó là cháo lòng của người Nam. Cháo lòng của người Bắc khác của người Nam là như thế nào? Tức là nó khác rất là nhiều thứ các bạn ạ. Thứ nhất là nó khác về cái cháo. Cái cháo của người cháo lòng của người miền Nam á, thì người ta rang gạo xong người ta mới nấu cháo. Cho nên là cái cháo của cháo lòng của người miền Nam thì nó sẽ nhừ nhưng mà nó không có độ sánh kèo lại với nhau. Và cái khác thứ hai nữa là cái lòng của người cháo lòng của người miền Nam là người ta không có để chung vào trong cháo để người ta nấu mà là người ta luộc riêng ra, cháo luộc riêng, lòng cháo nấu riêng và lòng luộc riêng đấy. Còn trái ngược lại thì cháo lòng của người miền Bắc á, thì cháo người ta nấu bằng gạo là gạo không có rang lên, gạo để nguyên và nấu lên cho nên là cái cháo nó sẽ có độ sánh và độ mịn nhẹ. Và cái thứ hai là cái lòng á, thì người ta lại cho chung vào trong cháo luôn. Đấy, cho nên là cái lòng nó rất là mềm. Cái lòng của người miền Nam nó giòn sạch, ăn rất là đã. Còn cái lòng của người miền Bắc thì nó lại mềm và nó ngọt. Đấy, đó là sự khác nhau. Đó là mình bổ sung thêm một chút xíu kiến thức về cái món cháo lòng cho những bạn nào chưa biết. Hoặc là bạn nào có một số kiến thức nào thêm thì các bạn cũng có thể chia sẻ thêm nha. Cái đó là mình đi ăn cháo lòng, mình cũng là fan cháo lòng nhiều cho nên là cũng được mấy ông anh ông nói là như vậy. Mình cũng để ý, mình thấy đúng là như vậy thiệt. Hôm nay thì là một phần cháo lòng chuẩn của người miền Bắc nha. Đấy các bạn thấy này, cái gạo của nó là người ta nấu bằng gạo không phải là gạo rang lên mà người ta nấu bằng gạo gọi là gạo sống luôn á, cho nên là cái hạt cháo nó sẽ có độ sánh nhẹ, thấy không, hạt nào nó dính hạt đó luôn, nó sẽ không có rời ra, nó vừa nhuyễn lại vừa sánh. Cái thứ hai là cái lòng mà người ta luộc ở trong cháo luôn á, cho nên là trong cái cháo các bạn có thể thấy những cái li ti của huyết này, huyết nó được hòa quyện trong cháo luôn nha. Còn cháo lòng của người miền Nam thì cái huyết người ta sẽ có những cục huyết riêng và trong cháo nó thì không có màu đen đen như thế này, không có màu đen của huyết như thế này. Cho nên đây là một cái quán cháo lòng chuẩn gốc Bắc nha các bạn. Nếu mà bạn nào mà muốn ăn cháo lòng chuẩn gốc Bắc thì có thể tìm thấy đây nhé. Hoặc là bạn nào mà người miền Nam mà muốn thử cháo lòng chuẩn gốc Bắc nó như thế nào thì cũng có thể tới đây thử nha. Đây các bạn. Đấy. Cái cháo nó rất là mịn mà rất là ngọt. Cái huyết nó ra. Nó hòa quyện trong cháo rất là ngọt. Ở đây thì một tô cháo khá là lớn. Ở trên mình sẽ có cho một ít hành và có cả gừng nữa các bạn này. Đấy, ít hành và gừng.
và có cả giá ở trong này nữa. Đây là cái miếng dồi nha, miếng lòng dồi. Nhìn qua nó rất là mềm nha các bạn nha, các bạn có thể thấy này, miếng lòng nó ướt, nó mềm, nó bóng lắm. Lòng rất là mềm và béo. Trong cái miếng lòng dồi này mình thấy nè, có hình như có mỡ heo này, có huyết này, có rất là nhiều hành trong này các bạn ạ. Gia vị nó mềm béo ngon lắm. Ở miền Nam thì người ta thường thường những cái miếng lòng dồi này người ta hay chiên lên các bạn. Còn ở miền Bắc thì người ta bỏ thẳng vào trong nồi cháo luôn. Nếu mà người Bắc người ta nấu là trong quá trình nấu á, là người ta sẽ dùng cái tăm người ta xâm một cái lòng dồi này, để cho cái nước cháo nó thấm vào trong cái lòng dồi này, và cái huyết trong cái lòng dồi này nó tràn ra ngoài. Thì thứ nhất nó là không làm cho cái miếng lòng dồi nó bở ra, và cái thứ hai là nó làm cho cái lòng dồi nó mềm, nó ngọt, và cái cháo nó còn ngọt theo luôn. Nói chung là ăn tiền ăn nhau ở cái này nữa các bạn, ở cái lòng dồi này này. Người miền Bắc thì người ta sẽ không hạng ngọt, cho nên là người ta ít ăn nước mắm chua ngọt lắm, mà thay vào đó sẽ là nước mắm mặn là chủ yếu. Đấy. Lòng rất là mềm. Rồi nha các bạn, nói chung là mình đã ăn cháo ở đây, mình thấy khá là thích cháo ở đây. Cái điểm thích nhất của mình ở đây là thứ nhất là cái cháo được ninh rất là mềm và nhừ, cái huyết nó ra trong cháo nó rất là đều á, cái cháo rất là có vị ngọt, rất là dễ chịu, ăn rất là thích. Và cái phần mình thích thứ hai ở đây á, đó chính là cái phần lòng được luộc rất là mềm và béo, ăn rất là thích. Và cái phần thứ ba là về cái giá cả, mình thấy hai cái tô khá là lớn như vậy thì có giá là 40.000 là khá là rẻ rồi. Nếu các bạn xem video này mà thích món này thì có một dịp nào đó đi ngang qua khu vực này thì các bạn có thể ghé vào đây mua một phần ăn thử xem như thế nào nhé. Mình nghĩ là nó sẽ không khiến các bạn thất vọng đâu. Cái này người ta đang mua dồi không có gì. Đúng rồi, dồi không. Cắt lạng lên. Bốn lạng. Bốn lạng là nhiêu gì? 50. 80. 80. 200.000 một ký. Rộn rộn lên 200.000 ký. Cái này người ta mua về nhiều gì nhá. Không mà mình không cắt trước gì. Cắt trước không ngon à? Hay cái này có mới biết này. Còn tôi là cái cắt trước người ta tới là mình phân ra cho người ta nhanh nhanh chứ. Cái nồi cháo kia còn ăn cũng thấy nó rất là nhiều, chắc thì hầm lâu lắm nhỉ. Mà nó ngon không? Dạ ngon. Có thấy cái huyết nó ra rất là đều trong cháo, không gì giống như mà chỉ trong lúc luộc lòng nó chỉ châm cho nó lục lòng hay sao gì. Đúng rồi. Đấy, cho nên cái huyết nó ra, một cái huyết nó ra nhỏ biết luôn. Các bạn ơi, ở trong này là lòng luộc một đống sẵn trước này. Cái phần địa chỉ thì mình đã có giới thiệu ở phần đầu clip rồi, và sau đó thì mình cũng có thể ghi cái địa chỉ thêm vào phần mô tả, phần bình luận clip ạ, mình ghi với phần bình luận ạ. Các bạn có thể xuống đó xem thêm nhé, để biết địa chỉ tới đây nhé. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu thích video thì nhớ like video và đăng ký kênh để đón xem những món ăn mới nhất được cập nhật trên kênh Đi Đâu Ăn Gì. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo nhé.